Chương trình Chuyện ta nơi xứ người xin được trở lại với phần tư với cuộc nói chuyện hương thơ với luật sư Jenny Đỗ đến từ San Jose. Mà ba phần đầu thì quý vị đã thấy cuộc đời của cô trải qua rất là nhiều thăng trầm, nhưng mà những thành quả cô đạt được cũng không ít. Hương thơ được biết Jenny, vào ngày 15 tháng 5 sắp tới đây thì cái lễ hội áo dài lần thứ tư sẽ được hội từ thiện thân hữu Huế tổ chức tại San Jose. Lần này chắc Jenny cũng giữ vai trò dàn dựng và viết kịch bản và được biết chương trình này để gây quỹ và cũng như là để vinh danh cái áo dài. Xin Jenny nói thêm cái ý nghĩa của lễ hội áo dài này và mục đích gây quỹ là gì? Đối với Jenny lúc này là không còn gì quan trọng hơn là làm sao để mà giáo dục và nâng đỡ và đưa sức mạnh cho cái thế hệ mới, thế hệ trẻ của chúng ta. Jenny đối nói nó gần như là một cái sứ mệnh cao cả mà mình cần phải làm, mà thời gian của Jenny không còn nhiều nữa. Cho nên Jenny gói ghém hết tất cả những cái gì mà hay nhất của mình, mà những gì mình hiểu được để mà đưa nó vào, thổi nó vào trong cái chương trình áo dài festival. Thì Jenny có muốn làm sao mà đem cái chương trình này, dẫu rằng là nó là cái mà mình nói về cái văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa và thiết kế thời trang của người mình, nhưng mà muốn làm sao mà chia sẻ nó với cái dòng chính và làm sao để cho các thanh thiếu niên trẻ sống lên ở đây, lớn lên ở đây hoặc là sinh trưởng ở đây, mà những người Mỹ gốc Việt muốn tham dự, muốn đến coi và muốn gánh vác cái sứ mệnh này cho tới đời sau. Thì đó là cái mà Jenny nghĩ rằng là cái áo dài festival năm nay nó mang cái tính cách cao hơn những năm khác, là vì Jenny biết rằng là nó không còn chỉ là một cái con đường để mà gây quỹ. Tại vì đối với Jenny thật sự muốn gây quỹ nó quá dễ. Với cái sự hiểu biết những người mà thương Jenny, Jenny chỉ cần làm một cái bữa cơm là Jenny có thể là gây được cái quỹ để lo cho các cháu ở Việt Nam rồi, và hoặc là các cháu ở bên Madagascar. Thành ra rằng là nó không cần thiết phải làm cái lễ hội áo dài mà nó cực khổ đến như vậy. Jenny chỉ có thể làm 2 năm một lần. Tại vì cái nó quá sức công phu đi chị ạ. Mà muốn làm để cho cái dòng chính người ta nể mình, người ta phục mình, thì mình phải làm cho nó thật là ra trò, mà thật là nó phải chuyên môn. Mà vì như vậy cho nên rằng là để dung hòa giữa Đông và Tây, mà làm sao mà để cho nó cho người của người Việt mình vẫn ham muốn và vẫn muốn đi coi, hoặc là người bản xứ họ vẫn cảm thấy hiếu kỳ và họ muốn đến để tìm hiểu, thì cái câu đó là cả một câu chuyện. Thì năm nay là chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, là chuyện cũng hai ông thần, một ông thần là bên Đông, một ông thần bên Tây, mà hai ông thần đánh nhau để chỉ lấy một cô mị nương. Thì đây Jenny có nghĩ rằng mọi người phải nghĩ ra cô mị nương là ai. Nếu mà mọi người hiểu ý thì Jenny rất là phục. Thì đây thành là Đông và Tây đánh nhau để lấy cô. Thì đó là cái mà câu chuyện của năm nay. Nhưng mà cái ý niệm bên trong là làm sao để mà kéo dòng chính vào với cộng đồng chúng ta. Vì Jenny cảm thấy mà nhận được rằng hiện tại cái thế hệ trẻ của chúng ta, nhiều người tài giỏi lắm chứ không phải là không, nhưng mà rất không phải là ai cũng có cái niềm tự hào dân tộc, không ai cũng có cái niềm tự hào về cái gọi là người Việt, hoặc là cái mình gọi rằng là con rồng cháu tiên. Mà làm sao Jenny muốn truyền đạt cái đó đối với đời sau, nó là cả một vấn đề rất là khó. Mà mình không phải là, nếu mà hôm nay là lần đầu tiên thì Jenny nghĩ chắc không thể nào thành công được. Nhưng mà đã trải qua ba lần sóng gió để mà đạt được đến cái ngày hôm nay, thì Jenny tha thiết với tất cả sự thành thật của chính bản thân mình, Jenny xin nói với tất cả mọi người, ai còn yêu tiếng Việt, ai còn yêu cái gọi là phong tục tập quán của Việt Nam, thì nên ủng hộ Jenny trong cái con đường này. Đây là cái lúc mà Jenny dốc sức hết mình vô. Mọi người bảo Jenny ơi, em đốt cây đèn cầy hai đầu như thế này làm sao mà sống được. Thì Jenny xin thưa rằng Jenny thà là dốc hết vô mà để cho cái áo dài festival được thành công, để nó thành một cái truyền thống mới. Mọi người phải nhớ rằng chúng ta truyền thống thì mình có nhiều lắm, nhưng mà là của cái người Việt hải ngoại. Mình là cái vấn đề là mình phải tạo truyền thống cho người Việt hải ngoại. Ở đây cộng đồng người Nhật, các cộng đồng khác họ đều có những cái ngày của họ. Tại sao cộng đồng của mình không có cái ngày của mình? Thì đây Jenny thấy rằng là trong cộng đồng mình tuy là đông người, nhưng mà mình chia năm xẻ bảy, nát như tương. Thành ra là Jenny nghĩ rằng là ai cũng yêu cái áo dài.
thầy tại sao mình không lấy cái chiếc áo dài đó để làm biểu tượng, thứ nhất là mình tôn vinh cái đẹp, cái hay của người phụ nữ Việt Nam, song song đó là tôn vinh cái hay cái đẹp của người Việt Nam, mà dùng cái đó để mà cuốn thu cái giới trẻ, để mà cùng cái chiếc áo dài, qua cái chiếc áo dài mình thổi cái hơi thở của cái dân tộc Việt, hơi thở và những cái gì mà ông cha đã để lại cho chúng ta, mà làm cho nó đẹp, làm cho nó thăng hoa. Đây là cái lời cho nên ăn cắp của anh Nguyễn Xuân Nam của báo Cali, là anh bảo là phải làm sao cho nó thăng hoa. Thì đây là cho nên muốn làm sao để cho cái ngày 15 tháng 5 mà mình xin tất cả các cơ quan chính quyền địa phương cũng như chính quyền tiểu bang và liên bang công nhận là có một ngày để tất cả mọi người được mặc áo dài. Mà nếu mà mình làm được chuyện đó thì đối với cho nên nghĩ rằng là nó là cái vẻ đẹp cho người Việt Nam khắp nơi, chứ không phải là chỉ có trong cái cộng đồng của thành phố San Jose. Vâng, Hương Thơ được biết đó cũng là cái tâm huyết, công sức bao nhiêu năm mà Jenny muốn thực hiện được, đó là có một cái ngày áo dài D, là một ngày cho áo dài, tất cả mọi người mặc áo dài hết, ngay cả người bản xứ, phải không ạ? Dạ vâng. Và thưa Jenny, là nếu mà quý vị đang nghe chúng ta và muốn tham dự, lái xe hay bay lên San Jose để tham dự, thì liên lạc số nào và phải mua vé ở đâu? Dạ vâng, trên mạng của áo dài festival.org hay là áo dài festival.com là có cái chi tiết rất là rõ. Và còn không thì xin quý vị cứ gọi cho Jenny ở số 408-915-9299, 408-915-9299, hoặc là viết cho lễ hội áo dài là info@aozaifestival.com. Vâng, và chúng ta hãy cầu nguyện và mong rằng cái ngày áo dài sẽ được hiện thực, để được kiến nghị, được chấp nhận và chính thức trở thành một ngày cho biểu hiện cái văn hóa, biểu tượng văn hóa Việt Nam qua chiếc áo dài. Thì thưa quý vị, bên cạnh việc tôn vinh nét đẹp và nhân cách phụ nữ qua những buổi trình diễn áo dài, thì Hương Thơ được biết Jenny cũng từng tích cực vận động cho American Homecoming Act, là cái đạo luật con lai về nhà cha, đã cho phép gần 30.000 con lai sống vất vưởng bên Việt Nam được sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1987. Câu hỏi cuối cùng, Jenny có thể cho Hương Thơ cũng như là khán giả của Sài Gòn TV được biết những điều gì đã và đang và sắp muốn thực hiện trong nay mai của Jenny? Thì Jenny lúc nào cũng muốn rằng là nếu mà những cái gì mình làm được mà mình đã đạt được thì Jenny sẽ có thể rằng là không có còn áy náy nữa. Thì hiện nay, thứ nhất là Jenny muốn làm sao cái áo dài đây được trở thành truyền thống vĩnh viễn cho những người Việt hải ngoại. Mà nếu trong nước họ ủng hộ càng tốt nữa, còn không cũng không sao. Miễn làm sao những người Việt hải ngoại mà các con cháu của chúng ta nâng niu chiếc áo dài, nhất là các phụ nữ, mà mặc khi mà mặc chiếc áo dài tự nhiên cái phong cách mình nó thay đổi. Tự nhiên nó có cái sự trang nghiêm, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chính mình. Và cái thứ hai thì là cho nên mong mỏi làm sao cái tinh thần mà giáo dục chồng người của Friends of Huế Foundation được tiếp tục mãi mãi, để cho các cháu, các em chuyên môn lúc nào cũng nghĩ đến chuyện làm sao phải giúp dân, làm sao đem cái sức của mình ra để cống hiến cho đời. Còn bên phía của bên Jenny vẫn mong là, tại vì Jenny đã có cái duyên là đã được đến Madagascar, thì đến đó thì thấy cái đó là cái địa ngục trần gian, thấy thương quá, cho nên rằng là Jenny kêu gọi mọi người rằng là dẫu những người này họ là da đen, họ không phải là người giống như mình, nhưng họ cũng là người và cũng là con của trời đất. Thì cho nên rằng là nếu mà mình có dư có giả thì Jenny kêu gọi mọi người giúp một tay để mà hỗ trợ cho các cháu bên đó. Và cái cộng đồng của chúng ta, cộng đồng người Việt, Jenny thấy rằng là 41 năm rồi, không có còn là ít ỏi nữa. Đến lúc phải trưởng thành, đến lúc phải đoàn kết. Cái ước mơ của Jenny ước mơ vô cùng là cộng đồng làm sao mà đứng sát lại với nhau để cho con cháu mình nó có cái chỗ đứng, để cho con cháu mình nó được hỗ trợ một cách mạnh mẽ, để cho nó không có bị ngán ngẩm là hễ đụng vào là có chuyện. Thì làm sao mình thương nhau thêm một chút nữa thì như vậy á, mình mới có thể lưu truyền mà đi sâu được, đi xa được. Thì cái nếu mà một cách đoàn kết có thể là đi qua cái áo dài festival hoặc là một những cái phương tiện khác. Và cuối cùng thì mình mong rằng là các cộng đồng của người Việt hải ngoại đều phải có trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Thì mình thấy rằng chuyện đó vẫn chưa được thực hiện một cách rõ ràng. Nhiều nói thì nhiều nhưng mà làm thì ít. Thành ra là nếu mà có những cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng mà tất cả những cái gì hay nhất, đẹp nhất của chúng ta mình đem vào đó để cho
các con em nó có cái chỗ nó đến, và nó đến một cách tự hào. Và để cho các lão niên cũng như là những người mà gặp những cái tình trạng khó khăn mà Jenny thấy trong cộng đồng chúng ta hiện tại về vấn đề mà những người bệnh tâm thần rất là cao, mà bây giờ nó bắt đầu cái bệnh tâm thần nó bắt đầu đưa xuống cho cái giới trẻ. Những cái thanh niên lớn lên bây giờ bắt đầu bị bệnh tâm thần mà không có cách chữa. Thì là Jenny nghĩ rằng là nếu cộng đồng mình mạnh, cộng đồng mình vững, có một cái nơi đàng hoàng, có một cái trung tâm sinh hoạt đàng hoàng, thì tất cả những cái gì mà rủi ro trong cộng đồng, có những cái gì mà không hay, không vui, thì mình cùng nhau đến đó để mà được cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Thì cái tinh thần lá lành đùm lá rách, hoặc là bầu ơi thương lấy bí cùng, thì đó là những cái tinh thần đó nó sẽ được gói ghém vào những cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Thì chúng ta mới có được cái tương lai tốt hơn. Cảm ơn Jenny rất nhiều. Thưa quý vị, và đó là câu chuyện và những ước vọng của Jenny Đỗ, một nữ luật sư, một họa sĩ, một nhà hoạt động từ thiện đã mang ý chí biến nghịch cảnh thành sứ mệnh để phần nào giúp cho những phần đời khốn khổ mà cô đã từng trải nghiệm qua. Hương Thơ xin chúc cho luật sư Jenny Đỗ sẽ một lần nữa không gục ngã trước số phận để chiến thắng căn bệnh ung thư, và để tiếp tục sứ mệnh tạo những vòng tròn tiếp trợ tinh thần vào lòng bác ái để mọi người có thể cùng nhau giảm bớt những đau thương của kiếp người. Và cuối cùng xin chúc cho Jenny Đỗ sẽ tìm gặp lại mùi hương khuyên diệp của tuổi thơ trên từng bước cô đi. Em rất là cảm ơn chị, và em xin gửi lời cảm ơn tất cả các đồng bào, tất cả các anh chị em ở bên ngoài, những người mà đang theo dõi đài mà cũng những người mà không có có nghe đài. Đây là lời Jenny cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn Đen cho mọi người đã giúp cho Jenny có sức mạnh để trải qua trong những thời gian qua. Và Jenny mong rằng sẽ có tiếp tục có những thêm thời gian để mà giúp ích cho mọi người. Và một lần nữa Jenny xin cảm ơn đài và cảm ơn chị Hương Thơ. Chương trình Chị Tàn Nơi Xứ Người xin hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào.